Rồi, bây giờ thầy phải tắt máy bên để thầy giải thích cái last 45 phút nữa nha quý vị. Nhà bị bắt sóng quý vị, ở trên tầng cao. Cái cửa này á, là cái cửa ra window. Thì thường á, khi mình nghe điện thoại á, nó sát gần cửa, vô sâu ở trong nhà, vô sâu bên cây đờn kia nó hay bị mất sóng, thì nó trở lại cái dạng không còn gì hết, không bắt được sóng quý vị. Bây giờ thầy phải lên một channel thầy mới biết là thầy đang giảng cái gì. Rồi cái lớp mình nó sẽ chấm dứt trước 1 giờ. Bây giờ hiện tại bây giờ là ở bên thầy nó là 12 giờ 13. Ép thêm 15 phút nữa là nó có dài nhất là đến 1 giờ, là bên bển là 11 giờ nha quý vị. Bên Việt Nam của mình là 2 giờ. Bên đây là sáng, còn cái 2 giờ chiều. Mình sẽ phải lock cho cái channel của thầy. Rồi thầy bị cắt cái đầu chút xíu quý vị. Mình thấy cái tấm snare quan trọng, mình thấy cái snare rồi quý vị các bạn. Các em thấy cái snare thầy bị cắt cái đầu, thầy nâng nó lên chút xíu, cái snare thấy nguyên nguyên toàn bộ. Bây giờ thầy cứ lên một chút xíu nữa nha quý vị. Rồi cho thầy khỏi bị cắt cái đầu, nhức cái đầu. Trước hết dynamic thầy không xài dynamic là lớn nhỏ, tại vì nó là ban đêm. Nhưng mà khi mà thầy đánh gì á, những cái người giỏi vô người ta bài mình, ta nói mẹ đánh gì cũng bày đặt. Tôi bày đặt, tôi đang chỉ cho học trò của tôi chứ tôi không có chỉ cho khách anh, thành ra tôi không có đánh cái full form. Rồi cái roulette của ngày hôm nay nó rất là đơn giản quý vị. Quý vị đặt được rồi, nghĩ đến cái roulette rồi thầy mới broad những cái này hồi nãy lên đây, là quý vị sẽ thấy cũng thấy hướng này nhưng mà bị che nhiều hơn, tại vì mình tháo cái bộ trống vô rồi mình tháo từng mộn mình ráp lại nha quý vị. Rồi chỉ vì nó là sáu, khi nó là cái sáu thì các em nên nghĩ cái đầu tiên là gì? Sáu đũa, sáu đũa, hình dung sáu đũa, bữa tám đũa nó nè, thấy đó gọi là tám đũa. Hoặc là rồi bây giờ mình sáu đũa thì sáu đũa mình chỉ có ba lên thôi, đừng xuống lo thân. Tại cho một cũng được, hoặc là mình chơi liên ba một. Bây giờ làm liên ba trước thử nha, vì liên ba thứ coi nó work hay không rồi mình đánh.
nguyên ba quớt rồi. Bây giờ là 6, nghe là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2 nữa. Thì quý vị có liên 3 thì nghĩ đến liên 6 là 6 tiếng 1. Nhưng mà cái đó thì nó dài quá, nó dài đến 2 quân. Cái này dành cho mình tập thôi, mình practice thôi. Cái nhịp cái rock của mình, ngay cả mình nghĩ nó 6 đũa, mình châm vô mà lấy 6 đũa mà cái rock mà không đúng cái rock thì là 7, giết liền đó vậy. Rồi cái bốn cái sixteen. Rồi bây giờ mình hát thử một đoạn bài mình xài 3 cái roulette, có nghĩa là cái đầu tiên mình... nha quý vị. Ôi muốn trong một ngày nhạc thầy phải brush đủ đồ, chứ không có đủ đồ mình không có cái độ nhã nha. Hồi nãy thầy đã chỉ quý vị độ nhã, cái đó là cái roulette nha quý vị. Roulette mình có 3 thế roulette. Giờ mình gài vô bài nha. Mình nhả ngay nhịp số 5. Đây nhịp số 5 nữa vị. Cái này nó nhả thêm nó rất là hay nha quý vị. Rồi roulette 6. Đánh thành 12. Đó được đến 4 lần theo quý vị. Rồi bây giờ apply vô.
khí khái của cái người đánh trống chứ không phải là mình không phải con gà mà phải chỉ cần đánh mà chỉ cần rồi. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn, thầy Phá Ba thì tiếp chuyện dẫn là một lần nữa cho just hết cái time, mình còn 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 phút nữa nha quý vị, rồi mới ăn cái chương trình nha quý vị. Rồi thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, hãy trở lại bên kia, make sure là mình có đến 3 cái roulette nha quý vị.
Dạ em chờ thầy. Rồi anh chị là phải thầy chở đi em. Bây giờ mình có đến ba cái rô lê nha anh. Ba cái rô lê là mình sử dụng 6 bùa, là tại vì mình đang trong cái cảnh sát của xích ấy. Có nghĩa là cái tử số nó là 6, cái mẫu số nó là cái mốc đơn. Thì cái ấy đó là cái mốc đơn, thì mình sử dụng 6 đũa. Cái dễ nhất là em ba cái snare và ba cái thom, làm cái ba cái snare và cái ba cái thom trước. Rồi giờ ráp cái rô lê đó chung, đánh 4 điệu, đánh 4 điệu bụp chen chen chát chen bụp, 2 chen chen chát chen bụp, 3 chen chen chát chen bụp, 4. Rồi sau đánh thầm lít cái 4 rồi vô cái rô lê báo trống của cái sở là cái số 1, rồi đánh cứ tuần hoàn đó khoảng 3 phút cho thầy. Rồi thầy apply cái piano chung với em. Quý vị nghe rất là rõ, anh thầy cho mở lớn quý vị nghe. Nó ồn là tại vì nó không cùng trong một cái studio, bị delay một xíu không sao. Quan trọng là anh đánh được. Và anh đánh khoảng 4 vuông đó, anh apply vô perfect cho quý vị. Rồi bây giờ thầy bên đây thầy phải apply cho anh thêm 2 phút nữa để ảnh làm quen cái chân, rồi cái dòng nhạc bên đây nó sẽ nát chóc luôn chị. Vì đó nghe rõ ràng cái tiếng ru lê, quý vị không nghe nhưng người trong nghề nghe sẽ biết. Còn những người mới học, ủa ảnh đánh gì mà không nghe vậy thầy? Thầy có trả lời cho các em bên inbox messenger, cái mà em không nghe không thấy nhưng mà thật người trong nghề người ta mới hiểu. Quý vị khi quý vị đi câu cá, những người mà câu cá mà pro rồi quý vị, họ kiên nhẫn hơn ngồi đó. Quý vị câu mà một tiếng không có cá, đem vỏ sách đi về, đem vỏ cá đi về, phải đâu. Người ta nói nhiều lúc á, chỉ do một trong vòng á, 2 tiếng người ta mới bắt được con cá. Mà quý vị mới con tiếng đi về là đâu có cá đâu. Anh ở trong cái đề học cái sự kiên nhẫn đó. Anh còn một phút cuối cùng thì anh ráp nhạc cho anh quý vị. Perfect đem. Và anh còn 30 second nữa quý vị, là thầy sẽ cho với ảnh bằng cái đường piano nha quý vị. Rồi cảm ơn tất cả quý vị, các bạn đã đến với chương trình Dạy Trống. Hẹn quý vị lại một ngày mai, có thể sớm hơn là tại vì cái lớp makeup. Hy vọng là thầy sẽ lên sớm hơn, không phải 8 giờ mà 7 giờ để makeup cho cái lớp thứ 3. Nhưng mà chương trình nó split 2 phần, có thể dài là tại vì chương trình ngày mai nó là trống, nhưng mà cái phần guitar đã bị mất từ bữa thứ ba. Thì thầy và chị Tina các em sẽ lên cái chương trình để dài hơn xíu nha vị. Rồi bây giờ cái thang khoảng hết 3 phút rồi thầy phải ráp dòng nhạc vô. Rồi mình ready cho một cái dòng nhạc chung với Rule nha. Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Đồng Xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
6 sẹt nha, có nghĩa thật là lẹ lòng những cái đó trước khi mình ráp bài thứ hai. Rất lẹ lắm đó, như lẹ như vậy đó quý vị, có nghĩa là thằng 3 trộn với thằng 6 double cái thai mình. Wow, nhưng mà em lại bị nghiện cái roulette 6 mà không chịu đánh điệu, có nghĩa đó là roulette không mà trộn lên sân khấu. Mà ông rule không là tao chơi chết thôi. Công niệm đánh rule không là sao tôi hát. Rồi một cái rule 6 là tại 6 đũa mỗi một cái phong đó. Ừ, 6 đũa đúng rồi đó, đó nó một nhịp bằng 6 đũa. Trời dễ sợ chưa. Crosby đó. Ừ, đó 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Kinh khủng quý vị. Trời ơi, rule quá đã luôn đó quý vị. Quý vị khi mà quý vị mà enjoy dòng nhạc rồi, mấy cái đó là đồ chơi á, thì có đồ chơi của âm nhạc là gì? Để dành biểu diễn đó quý vị. Chứ còn mình xài mấy cái bình thường nó quá dễ, 6 đũa bình thường dễ lắm. 6 đũa 1, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6,
Rồi, bởi vì trong thời gian chờ đợi mà thì bởi vì khi mình đánh chậm lại thì cái sáo nó ý gì cho mình đánh quá lẹ thì cái sáo tay bị cuốn. Rồi bây giờ cho anh 2 phút practice cái đó, thầy đang lốt bài. Sơn xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm Thương Về Miền Trung. Có ai trong quý vị các bạn là người Trung không? Giơ tay lên. Ủa tôi đâu thấy đâu, chỉ có mình thầy dẫn thôi à. Dạ em người Nha Trang, anh người Phan Thiết, vợ thầy người Phan Rang. Rồi có đứa nào Phan Rí không? Dạ cô Tí nào Phan Rí, tại vì hai vợ chồng lấy nhau để cô Tí hả Phan Rí. Ủa có ai Cam Ranh không? Trời, bữa đó đi ra đón tàu Mỹ vô thì đẻ thêm đứa thứ hai đang ở Cam Ranh quý vị. Rồi sau đây xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm Thương Quê Miền Trung của nhạc sĩ Duy Khánh. Ông thầy Duy Khánh ông có mấy bài gì quý vị, hát xong là rớt nước mắt nha quý vị. Rồi quý vị nào yêu quê hương đất nước mà miền Trung thì vào ủng hộ, bấm nút chia sẻ giùm cho thầy. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người Trung. Ủa chơi kỳ vậy, kỳ thị vậy, thầy kỳ cục. Lỡ em người Bắc sao, thầy người Bắc thì thăm người Bắc thôi vậy. Nắng mưa bao ngày cánh chờ giờ xa đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thủy Dương nương chảy còn vương bao người thương cho nhắn đôi lời. Rồi đây chưa, rồi tôi bắt đầu thử nha vậy. Hãy
Thì bà lúc mà thằng mặt trận giải phóng miền Nam nó vô mà nó hỏi ngoại giúp cho tụi con tập kết ra Bắc, ngoại đưa vài ký lúa. Bà nói ông ngoại mày chết rồi, ông ngoại mày chết rồi, tụi bay giết ông ngoại mày, hỏi sao vậy, từ ngày mà cộng sản về nó pháo kích chỗ đây. Cái tiếng mà đuổi đi chăng đánh lại cái phóng đi chăng, cái tiếng pháo kích vừa tiếng rocket mà nó pháo vô làng của tôi ở miền Tây đó. Chơi cái rô lê, chơi cái rô lê,
cú lê sơ cú lê sáo á em vì một. Giống y chang như một vị cộng pháo kích vô vô làng tôi vậy mày. Đó mày bị nửa đêm mình nằm tôi bị ám ảnh cái rocket mà nằm ra đó đó mày đó hay vậy đó mày nghe chưa. Quý vị coi mấy cái movie mà nói về chiến tranh súng cối rồi pháo ngang như vậy đâu quý vị. Rồi bây giờ còn một cái ru lê cuối cùng là cái ru lê mà 6 đũa 1 2 3 4 5 thì nó quá simple đó em, cũng rất dễ nha. Rồi à, thưa quý vị các bạn, để kết thúc chương trình ảnh á, là cái điệu mà ảnh hay nhất là điệu bolero, đánh bài bolero em nắp chương trình em. Yeah. Rồi em giúp mình cho thầy. Trời ơi, tôi định lấy vợ mùa xuân mà giờ Covid thành ra giờ tôi cô đơn. Tôi cho hát bài đám cưới đầu xuân. Để nghĩ lại giờ này thầy đang nằm ở bên Việt Nam đang lấy vợ mà không biết sao Covid có ác. Giờ này tân năm mà giờ thầy phải lấy Covid trước thì phải ở bên Mỹ. Thì con nhỏ Vi ra đừng về Việt Nam nữa, tôi là Vi nè lấy đi. Tôi nói con má ơi má, vợ tôi tân năm tự nhiên lấy Covid bởi vì giờ chưa ca cho mở về. Sau đây xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm tên là Đám Cưới Đầu Xuân nha quý vị. Chuyện xưa chuyện
phố phường tranh lòng bao nhiêu thành phố Arizona, rồi cho anh Linh anh nghỉ một thời gian để anh đi ăn Tết. Thầy ơi, Tết bắt hay lòng nữa, không hay lòng. Rồi, anh Linh sẽ trở lại một ngày gần đây. Trời ơi, vợ con đợi trúng gần 30 ngày đến cuối gần mà 27, 28 là chắc. Bữa nay là mùng 12 chắc không ha. Bữa nay là, quên, 7, bữa nay là mùng 18 rồi. Mới trăng rằm xong là 16, 17 rồi, cho người ta còn đi ăn Tết nữa. Rồi chào khi khán giả rồi ra. Quý vị nào yêu mến anh Linh và thầy, bấm nút chia sẻ trước khi xuống. Dạ, rồi em cảm ơn thầy. Chúc thầy một đến ăn lần, chúc mọi người muốn ngon rồi gặp lại sau. Đây, dạ. Thầy dạ. Thật là hạnh phúc chạy về, mà quậy một lần, dạ. đi tốt dạ. từ Phan Thiết lên Phan Rang, đẻ con ở Phan Rí, đẻ một đứa ở Cam Ranh. Đi ra Nha Trang mà xuống về Cà Mau xong với đón bả bên Mỹ không bị Covid, bị Covid giờ không về được. Rồi thì cảm tạ anh Linh rất là hạnh phúc để em hẹn anh làm những cái ngày tháng anh đi vào cái xong rồi tính nha. Ok bye bye em. Dạ dạ. Dạ dạ bye bye thầy. Dạ.
À, vì quý vị khi mà mình là một cái người nghệ sĩ nói chung và một cái người nhạc công hay một người quý vị biết hồi nãy lúc mà hát thầy khóc để nghĩ mình nghĩ cái câu chuyện của mình may mắn mình may mắn hơn những người khác. Tôi hiện đã chết Hà Rồng, chết cũng chết, không chết cũng chết. Mình không chết vì Covid. Nhưng mình chết vì cô đơn. Sống mà không có gia đình. Chỉ trong mỗi bài nhạc, chỉ luôn cái câu chuyện nó vào. Bạn bè đã đi rất là nhiều. Mỗi ngày bản thân mình đã ra đi, nó bỏ mình đi. Mà đường về Việt Nam chính là một. Mẹ chưa chết thì con đã chết trước rồi. Không chết vì Covid, chết vì lạnh. Lạnh quá cũng chết, chết cháy. Phải chi Chúa Phật cho mình được một lần để sống lại thì mình yêu thương nhiều hơn là hận thù. Những người cần sống bây giờ họ chết rồi, mà những người già ngáo thì sống đầy dậy. Bạn bè phải chết quá nhiều rồi mà chưa gặp mặt được vợ mình, không biết mình còn sống. Để mình về mình gặp mẹ mình gặp vợ. Thầy cầu nguyện mỗi ngày đó chứ. Nhưng mà thấy cái cái Covid nó giết người thân mình nhiều quá. Bạn bè cùng trang lứa nhỏ hơn mình cũng chết, bạn tuổi mình cũng chết, già cũng chết, trẻ em cũng chết. Mà nói sự chết, biết không mình làm, mình không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu. Thì cầu mong những cái bài hát nó khuây khỏa được cái mình muốn nói cái gì và mình làm được gì cho ai. Nhưng mà thầy biết được một điều, Chúa Phật không để cho mình chết trong đường hát.
Thầy mong muốn chết được bên người thân của mình, để nghe tiếng nói của mẹ mình: con ơi, mẹ về rồi đó hả? Tao đợi thấy mẹ tao. Đâu phải, con đâu có muốn đâu. Mình gặp lại được vợ mình á, mình có biết em đợi mình bao nhiêu lâu không? Em đợi mình, em đã già đi trước 10 tuổi đó. Bà có biết tôi đợi bà đến nỗi mà từ tóc tôi màu đen mà nó đổi lên giờ nó hai màu không? Mà bây giờ tôi có thêm một màu nói chứ gì. Người ta đốc tóc muối thiêu hai màu, ông đinh sao rồi. Tôi bởi đợi bà qua cái du di mà giờ tôi tính có ba màu, có màu gì nữa. Bây giờ mấy cái trên mặt á, sạm nắng đó, nó thêm màu nâu nữa. Cái bà cười. Thì đợi đến răng răng bạc đầu đâu có sao đâu mình. Miễn là mình về bên em là được. Trời ơi, bà ghen thấy mẹ. Tôi về không được mấy ngày, bà đồ chém mấy bà kia. Khổ thế chứ. Âm nhạc nó không nằm những ở cái bộ trống, mà âm nhạc nó nằm thêm bên cái đờn keyboard, quý vị thấy không? Rồi ngày mai quý vị mà học guitar, quý vị thấy chắc chứa những cái người nhạc sĩ ta làm ra. Mà tại sao mình là phải nghiện? Cái này không phải thuốc phiện, quý vị. Nó là cái món ăn tinh thần để giúp cho quý vị có cái trái tim nó yêu người nhiều hơn và biết hy sinh, thay vì là mình muốn những điều mà trời không có được như ý muốn. Mình không biết là những cái năm tháng mà mình cô đơn, anh phải kêu trời. Nhưng mà mỗi lần hai đứa giận nhau rồi bản tin thời gian, nước mắt phải nuốt ở trong lòng. Thà mình đừng yêu, thà mình đừng biết nhau. Giờ có về được rồi, con ông cháu cha của cộng sản nó mới có tiền nó về. Một vé máy bay giờ 4.500, ngày xưa nó có 1.500 cấp 3. Nó cướp của giết người nó mới có tiền nó đem con cháu nó về, mình đâu có tiền nó mà mình về. Rồi bên Việt Nam mới trách hứa lèo, ủa anh đâu có phải người Lào đâu mà hứa lèo. Bên đây cũng vậy, chưa gặp em anh đã chết trong bão tuyết rồi, cúp điện cúp nước, chết lạnh cống, 80 người thắt xịt chết quý vị, chết lạnh quá cúp điện, sưởi ấm đốt cái lò lưỡi lên, cả nhà chết cháy mẹ cái nhà. Chết nhiều cách chết quá. Nhưng mà tại vì Chúa Phật muốn anh về với em để cho anh sống thôi. Bớt cãi giả, Bớt lo cho anh, lo cho cha mẹ đi. Thì anh cảm ơn mình. Chứ vì anh không biết anh sống đến ngày nào mà anh gặp bắt được mình. A Di Đà Phật. Thầy cũng cảm ơn quý vị. Chịu trận mà ngồi với thầy 2 tiếng mấy phải không? Thầy cảm ơn rất là nhiều. Ngày mai còn một cái lớp quan trọng, thầy cũng kể theo câu chuyện tình. Nhưng mà quý vị thấy chị Thiên Na đó, chị sẽ đánh trống và chị đánh đờn, chị diễn tả những bài mà thầy mà nghĩ là các em nghe nhạc tiền chiến nó quen rồi, em nghe nhạc cộng sản nó không thấy lọt lỗ tai. Thầy muốn đem cái nền âm nhạc của miền Nam mình, nó là một thời vang bóng cho quý vị, rồi gài vô cái bộ trống, gài vô cái đàn keyboard, cái đàn guitar cho quý vị nha. Rồi để kết thúc chương trình, thầy muốn nghe quý vị: con người mà mình mất đi, mình cần cái gì?
cần cái sự yêu thương. Chịu người quen có mấy người thân, người có cả 30-40 triệu cho người Facebook con lúc mình mất đi, trả khai chào ở đó, vợ mình chưa chắc có mặt, gia đình bên Việt Nam chưa chắc có mặt nữa, con gái bên đây nó có chồng rồi, nhiều lúc nhớ nó cũng dám gọi nó, tay chồng nó bắt nó ba cần cái gì á, vợ mày đâu cho nói chuyện, vợ con đi ngủ rồi, nhưng nó thương mình, nó, ê ba vô gọi kìa. Mà đâu biết con gái mình nó là vợ trước của mình đâu. Theo đạo nhà Phật đó, mình trả nó xong, nó lấy hết của mình nó đi. Và đến lúc đi nó không có trở về nữa. Ngày xưa nó ở chung với mình thì mình đuổi nó. Mày lớn rồi mà đi lấy chồng ấy. Đâu có biết là những người mình thương yêu, ông bà cha mẹ mình trở lại sanh thành con của mình, thành cháu của mình sống chung với mình. Có những người thân của mình tự biến thành con chó của mày mà mình thương dễ thở thế. Rồi giữ nhà cho mình đâu có biết đâu quý vị. Nếu mà giải thích theo đạo Phật quý vị nó sợ lắm. Bà mà thấy cháu mà vừa mới chết đó, bà rớt nước mắt mà lên cái tử thi của cháu mình đó, nó lưu liếng, nó trở lại, nó sống trong gia đình đó. Rồi cái người trong dòng họ mới đẻ ra nó cũng là bà nó giữ nó lại một kiếp. Rồi cha mẹ mình mà oán hận mà con mình nó đối xử không tốt với mình đó, trở lại thành con của con mình, trở thành con của con mình, nó kéo cái người mẹ người cha xuống để trả thù. Nó nằm trong kinh Phật, nó nằm trong kinh nhân quả. Quý vị không để ý mà thầy thấy sợ. Người ta có nhớ con, nhớ bất cứ ai cũng vậy. Người ta thương mình tự nhiên người ta tự động người ta gọi điện thoại, tự động người ta đến thăm mình. Còn cái hành động mà trả thù của cái kiếp trước mà trở lại quý vị, nhiều đầy dẫy hết. Tôi không quen với thằng Tạo, nó đòi bánh tôi. Có nghĩa là kiếp trước tôi đòi bánh. Nhưng mà cái lúc đó thầy phải niệm Phật liền. Thầy đừng coi Tạo ơi, đứng mặt mà đối mặt cái gì á, nó chỉ còn bóp cổ mình. Câu chuyện này có thiệt quý vị. Thầy đang làm một cái phòng trà đó, mà thầy là cái người mới vào, thì có cả ban nhạc đó, sắc láo lắm. Thấy người mới vô chửi mình. Chửi mình là tại vì thằng bạn nó bị đuổi. Thằng bạn bị đuổi là ông chủ không thích thằng bạn. Chắc có lẽ là thằng bạn nó đòi đêm 200 ổng trả. Nhưng mà ổng nói để tao mướn cái thằng này nó giỏi hơn này. Hỏi ai vậy? Di Thành. Thì bữa đó thầy lên thầy đứng ở trong vũ trường. Thầy đánh hay quá. Cái người ta lên, ta cho tiền. Cái nó thấy gì? Cái nó xúi bạn của nó là ca sĩ kia lên. Câu chuyện có thiệt ai di đà Phật. Thầy nó láo thầy đọa điên không? Mà nếu mà thầy không mà niệm Phật bữa đó mặt thầy máu không? Rồi quý vị biết ai bị máu không? Thì cái thằng kia nó xài với năm chanh. Thì thay vì lịch sự thầy nói đậu má đậu xanh nha quý vị. Đậu má mày. Mày là ai mà mày dám tới đây mày giỡn mặt tụi tao đó. Anh à, ông chủ gọi cho em. Ông chủ nó thiếu một cái tay lead guitar. Mà em mới ra trường, em không muốn gây chiến với mấy anh. Em chỉ tới đây làm xong rồi em đi về. Em có vợ của con em mới đẻ nữa. Em cần tiền để nuôi con. Em không vô đây lấy cái công ăn việc làm của anh. Muốn về hỏi ông chủ. Đậu má mày, mày bỏ cái job này đi nha. Mày mà còn tới đây nữa mà bạn tao mất job, tao giết mày. Nó một cái gì vậy? Trời ơi, tôi đâu có thù oán gì với anh đâu. Thầy nhìn mặt người ta như thầy nhìn ông thích. Tôi đâu thù oán anh, tự nhiên sao anh đòi giết tôi vậy? Anh giết tôi được vợ tôi chứ con tôi bơ dơ à? Anh có vợ con không? Đậu má mày, tao không cần biết mày có vợ con. Tao nói á, mày chơi xong ngày hôm nay mày xin ông chủ mình nghỉ đi. Là bạn của nó bị đuổi. Nhưng mà lúc đó mình đang cần tiền quý vị. Sinh viên trẻ nữa, tiền đâu mà nuôi vợ con. Thầy nói trong lòng,
Ủa, mẹ chuyện sao mẹ dẫn con vô cái vũ trường chỗ này để con chết đây vậy? Mà con nhớ rõ ràng là mẹ nói niệm Phật không chết đường á. Quý vị, thầy đang đánh ta 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 bùng 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 dưới sân. Cái thằng vừa bước lên giới thiệu nó lên, nguyên một cái ghế vô cái mặt nó máu không, mà nó đứng trước mặt thầy. Có nghĩa là cái đám ở dưới định xử thầy, nhưng mà cái thằng mà nó đậu má thầy á, lúc đó thầy nhớ là mẹ quá cam nói con niệm Phật đi, không có chết đường á. Cái thằng ca sĩ đó mặt máu không rồi nó trả thù thầy, nói bạn tao ngày hôm qua mặt máu, ngày hôm nay mày phải đi liền, biết chuyện gì xảy ra quý vị. Thằng chủ nói tại sao mày không nói tao, dụ tụi nó đuổi mày rồi tao phải kiếm người khác. Cái ông sách cổ thầy lên như nè, thầy nói vậy, ông sách cổ như vậy. Thầy nói khó thở, anh Phước, tên Phước rõ ràng rồi, anh Phước bỏ xuống giùm em, anh Phước tụi nó du đảng, anh Phước trời ơi em đâu có làm gì, anh là người của em sao mà anh bóp cổ em Phước, anh thả ra. Lúc đó biết thầy làm gì, thầy làm một cái symbol đó, anh Phước A Di Đà Phật, anh Phước em thở không được, anh Phước thở không được. Và biết thầy nó, thầy mới nhớ trong lòng á, thầy nhớ một cái chú mà để cứu thầy lúc đó, thầy Án Mani Bát Di Hồng. Quý vị nào đạo Phật quý vị biết thầy Án Mani Bát Di Hồng, tự nhiên ông té một cái rầm xuống quý vị. Cái thầy rồi cả đám nó xuống là thầy sao mày đánh cho ông chủ đó, trời tôi đâu có đánh ông đâu, nhưng mà mình không có nói là mình sử dụng chút, tôi đâu có đánh ông đâu. Rồi thầy phải đương nhiên là phải nghĩ mang tiếng mình đánh ông chủ, trời thầy không đụng tới người ta nữa. Thì cái chuyện mà thằng Tàu á, thì lúc đó thằng Tàu nó sát mặt thầy, và thầy nhớ lại cái câu chuyện 20 năm về trước, thầy nói tao đã từng trước cái chết rồi, bây giờ mày cũng tương tự là gì, tao sẽ không chết. Thầy nói thầy không có chết, vậy mà nó bỏ đi. Bây giờ bên Mỹ ma quỷ lắm, thời này nó không dao, nó lụi súng thì đấm vô mặt mình, giờ nguyên nó con mắt sẽ bầm thôi. Thầy nhớ 20 năm trước cũng là cái câu đó, cứu thầy A Di Đà Phật thôi, rồi niệm chú thôi mà thầy thoát được. Nhưng mà không thoát được cái cảnh chia ly. Thì thầy khuyên các em khi mình thương người nào đi nữa, mình ráng cầu nguyện. Tại Chúa Phật chỉ cho những người mà người ta có cái lòng, chứ đừng đợi mình xong được chuyện mình rồi. Khi mình xong được chuyện mình rồi mình mới để cho người khác, rồi mình cũng đâu có nhớ Chúa Phật, đúng không quý vị? Nhớ tụi mình lúc mà nghèo, thiệt là nghèo. Sao? Lúc mình nghèo, thiệt là nghèo. Mình cầu á, mẹ ơi mẹ, Chúa ơi Chúa, Phật ơi Phật, sau này cho con giàu lên đi, con sẽ đem ba mẹ con về nuôi. Trời ơi, mình giàu lên, mình lo cho mình. Mình có bao giờ lo cho ai không? Đúng không quý vị? Mình nhớ mình hứa với vợ chồng mình không? Em chỉ cần cái túp liều tranh 2 quả tiên vàng, bà đừng xạo. Trời, túp liều tranh, trời ơi anh ơi nhà nóng quá, nhà mình không có cái quạt, phải mua đỡ cái máy lạnh. Đúng không quý vị? Hay đó, con người độc ác dễ sợ. Mới đầu nó thôi, túp liều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu mà anh ơi, túp liều à, không khó đâu quý vị. Quý vị mong có tiền nó bỏ quý vị cái rụt. Bao nhiêu cô yêu thầy đều bỏ thầy ra đi trong lúc thầy nghèo. Mà số thầy may mắn là suốt cuộc đời không bị nghèo. Chỉ giờ niệm Chúa niệm Phật không bao giờ bị nghèo. Không bao giờ lâm cái đường bần cùng đạo tặc. Tự nhiên có một người đứng đỡ đầu cho mình, đứng dậy lại. Cái ngày cuối cùng của cái bão mà vừa mới chứt, chết lại nhà băng trừ 26 đồng. Qua ngày hôm sau có lại được 1000 mấy. Quý vị biết tại sao 1000 mấy đâu? Là do anh Linh đó quý vị. Anh Linh mà vừa mới xuống cái chương trình đó,
Anh Linh không biết mà thầy kể câu chuyện gì đó. Linh ơi, thầy đi qua cái nhà mới là tiền của em. Cái anh Linh mà vừa mới học được cái gì? Bởi vì những người tốt xung quanh thầy không ạ? Vừa mới dứt xong cái này, có người khác thế vào. Chứ còn không là cả cuộc đời không bao giờ thấy chữ nghèo. Vừa mới trừ 26 đồng ở trong cái tài khoản, qua ngày sau anh Linh anh gửi ngàn mấy qua, đúng ngay cái lúc mà thầy lên sóng. Mà thầy chỉ sợ là mình đang ở trong cái phòng thâu mới chứ không còn gì phòng thâu cũ. Tại mỗi ngày bên kia vừa mới một bục chết bục là cảnh sát gõ cửa. Ê, mày mở nhỏ xuống, mày cũng mở nhỏ xuống á, là tao tới đây tao phạt mày á nha, bắt mày á 500 á. Bữa thì luôn ngang rất là mình đánh trống, mình nhát tay luôn. Kể từ lúc mà qua đây á, là thầy giỏi hơn, là nó cho thầy đánh hết ra. Em có thấy không, đánh mà bỏ trong hồn đánh, còn bên kia để mấy cái miếng đen. Quý vị nghe lại chương trình cục cục bụp 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 bụp, còn này là chắc 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 như là tiếng pháo nổ. Không có gì quý bằng khi mình cầu nguyện các ngài tới. Mà cũng đừng quên, các ngài cho, các ngài lấy được các em. Có bao giờ quý vị thấy một cái người đàn sĩ hay nhạc sĩ mù mà họ siêu hơn tụi mình không? Tụi mình đầy đủ trên tay mình, đánh không bằng họ. Đừng có nghĩ là người xấu họ chả làm gì được hết. Đa số người đẹp không chả làm được cái gì hết, chỉ có tưởng cái tài đẹp thôi. Mà người xấu á, trời cho lại có tài. Đừng nghĩ mình lùn, đừng nghĩ mình lé, đừng nghĩ mình răng hô, đừng nghĩ mình đẹp hơn ta rồi mình ý ý. Có đâu quý vị. Chúa Phật cho cái này mình mất cái kia. Quý vị, đối với người giàu chưa chắc người ta hạnh phúc. Ta ngồi trên cái đống vàng, đống tiền, đống lụa, người ta sợ bị ăn cướp, sợ người khác mượn tiền. Đến chết người ta còn giữ đồng tiền của người ta, để người ta kiếp sau ta trở thành biến thành con chó trong nhà. Thì xin lỗi vì phải nói những điều mà quý vị không biết. Biến thành con chó trong nhà chỉ sợ người khác ăn của mình, đúng không quý vị? Mỗi lần quý vị thấy người khác lạ, thấy con chó là nó sủa, ê đi, vàng của tao trong nhà tao đang chôn. Thì chính cái người gia chủ đã trở thành con chó, con mèo trong nhà. Tại vì cái keo kiệt, thay vì trước lúc chết mình đem cái tiền của mình cho người thân của mình, cho cha mẹ, hoặc là mình đem ông bà về nhà mình luôn, nhưng mình không. Thay vì mình cho vợ chồng con cái nữa, sau khi mình chết thời gian nó cũng mất đó. Nhiều câu chuyện cái người Mỹ khi mà họ đi á, quý vị, cái họ giao hết cái tài sản nó cho luật sư, y chút biết để gì không quý vị? Một nửa cho từ thiện, một nửa nuôi hai con chó kia, còn cái thằng con với lại vợ của tôi cho đứa 1 triệu thôi. Mà gia tài của bà 50 triệu, 50 triệu đô là mấy trăm tỷ của Việt Nam, cả ngàn tỷ của Việt Nam. Đó là điều người ta yêu thương cái con chó đó, hoặc là cái con mèo đó mà có người nuôi. Quý vị đừng có nhìn con chó mèo đó, chó mèo đó là cha mẹ của người ta từ kiếp trước được hưởng lại cái lộc đó. Mà con chó mèo còn sướng hơn con vợ và thằng chồng hay con của mình để lại một gia tài nhỏ nhỏ. Chỉ có đạo Phật giải thích thôi. Rồi, nếu mà muốn chết thì một là mình hưởng nhan thánh Chúa, hai là mình về cõi cực lạc. Không, mình sanh là kiếp người là tốt lắm rồi quý vị. Có tay có chân, không cần đẹp. Phật nói là quý vị và các bạn mà sinh lại cõi người đầy đủ chân thân hình tướng còn đỡ hơn mình sanh ngoại quỷ xuất sanh thì đừng mang tội bất hiếu. Thì muốn quý vị nghe một bài nhạc thầy sáng tác, nguyện là đó hoa sen. Thank you.
hình màu lá trong sáng, lòng chúng con thanh tình. Chém tay quỳ dân hương, dâng kính vần mười phương, những đóa hoa sen này thành kia mùi hương thơm. Ngàn bông hoa sen trắng trong bụng trắng hôi tanh, đóa hoa sen thơm mang hạt giống Bồ Đề. Bài học thời hoành vũ, con vật của năm xưa, bí chi dung là gì, sen trắng chỉ nên cười. Vui dưới ánh đạo vàng, và theo chân Như Lai, quy hướng chánh chân tâm, chúng sanh về cõi tình. Dù đời mang neo đi, dù trái bao gian nguy, chúng con lòng vẫn một niềm danh A Di Đà. Dư lòng mình thánh kiến, nguyện là đóa hoa sen, tô điểm đời an bình, an nhiên trong thiên đình. Ta nhớ về cội nguồn, từ đâu ta mong đến, từ đâu ta sẽ về. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Từ đâu ta sẽ
Phải lo
tận cao nhìn phần ấm. Nuôi con ba mẹ nuôi tâm nguyện, ba dần tinh thần còn trắng trong. Ba mẹ tuổi nghèo nhưng vẫn sống, không hiền ba má nhìn phần ăn. Dẫu giá dưa cà không nước mắm, đạo con thơ dài vẫn thiếu ăn. Ba ơi ba ơi, ba đem hơi thở nuôi con trẻ, lặn lội đi làm xuống cánh thâu, từng bát cơm mua bằng khổ cùng. Vì con ba chắc nàng u sầu. Không 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 ba ơi, con đi Hồng Kông về làm bác sĩ. Nhờ ba con mới biết đường bay vắng. Cảm ơn ba con biết về tiếng Việt, em như lời ru mẹ lúc canh ta. Với ba con không tròn chữ yêu, với mẹ con không nói được lòng. Nếu ngày tháng cứ trôi điều vô tận, lời ca này có nước mắm bên trong. Cánh xa tình cha mẹ, bài
còn hoa riêng. Ba của tôi, ba của tôi, ba của tôi, ba của tôi. Chưa có ăn ở đó mà học 400.000 một ngày. Ở bên Mỹ anh Linh phải trả 150 cho cái lớp ngày hôm nay. Chứ không có đơn giản mà thầy lên đây thầy nói chuyện phím rồi thầy đi xuống nha quý vị. Quý vị nhớ 2:45 phút chứ không có phải 45 phút không, nó đã là 75 đồng rồi quý vị. Thì lấy những cái cuốn Facebook này quý giá share cho bà con của mình. Các em mà cần học mà không có tiền, các em học rất là giỏi. A Di Đà Phật, thầy cũng chúc cho quý vị được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Tết cũng chưa hết quý vị, mới có qua cái trăng rằm thôi. Mình còn khoảng mười mấy ngày nữa mới xong cái Tết của cái tháng. Rồi A Di Đà Phật, thầy cầu cho quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và được trời Phật phù hộ cho những lúc mà hoạn nạn nguy nan, có quý nhân giúp đỡ và mình phải tự cứu mình, không trông chờ gì anh em nữa. Thật là cái kinh nghiệm của thầy, nhiều lúc người dân còn nhiều hơn anh em của mình. Thầy nói thiệt, A Di Đà Phật một tỷ đâu, anh em là tuổi nó sung sướng, nó còn phải lo cho vợ con chồng con, nó không có thì giờ. Đừng ngồi đó mà mơ mộng hão huyền. Thầy không chủ tiền vàng, vàng không, thầy không có miếng vàng mà thầy đeo. Nhưng mà anh em của thầy, đứa nào đứa đấy nhà cao cửa rộng xe hơi có tiền tỷ trong túi mà không có đứa nào mà nói được thầy không. Anh về Việt Nam đi, em làm đám cưới cho anh, em tặng cho anh cái nhà, tặng cái xe. Đứa nào cũng có 2 cái xe, 3 cái xe, 3 căn nhà, nhưng mà không có thấy bao giờ nó mà kêu mà nói ê lấy đỡ 100.000 xài, cũng khó đâu quý vị. A Di Đà Phật, bye bye.